Nếu bạn quên không đóng nắp bồn cầu khi xả nước, video đáng sợ sau đây sẽ khiến bạn nghĩ lại. Video do các nhà khoa học tại Đại học Colorado Boulder quay lại cho thấy một luồng giọt chất lỏng li ti phun mạnh lên sau khi xả nước toilet. Những giọt bắn này nhỏ đến mức mắt thường không thấy được. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã chiếu ánh sáng laser xanh lên cho chúng hiện hình. Theo các nhà khoa học, mọi bồn cầu đều có thể bắn ra những giọt li ti mang theo các nhân tố gây bệnh nguy hiểm như E. coli và có thể là cả virus corona. Nghiên cứu cho thấy các hạt trong không khí này bắn ra rất nhanh, với tốc độ 2 m trên giây, cao tới 1,5 m phía trên bồn cầu trong vòng 8 giây. Trong đó, những giọt lớn nhất có xu hướng lắng xuống các bề mặt trong vòng vài giây, nhưng các hạt nhỏ hơn, có đường kính nhỏ hơn 5 micron, tức là 5 phần triệu mét, có thể lơ lửng trong không khí trong vài phút hoặc lâu hơn. Ông John Crimandi, tác giả chính của nghiên cứu và là giáo sư về kỹ thuật kiến trúc, môi trường và dân dụng cho biết, khi xem những video này rồi thì bạn sẽ không bao giờ nghĩ về cách xả bồn cầu như cũ nữa. Bằng cách tạo ra những hình ảnh trực quan ấn tượng về quá trình trên, nghiên cứu của chúng tôi có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp về sức khỏe cộng đồng. Những giọt bắn lơ lửng có thể bám vào mặt, lên da hoặc là lên những vật dụng trong phòng tắm như bàn chải đánh răng. Hơn nữa, các mầm bệnh có thể tồn tại bên trong bồn cầu trong nhiều ngày. Điều này có nghĩa là bạn có thể bị nhiễm mầm bệnh của người khác khi xả toilet. Nghiên cứu mới vì vậy mở ra phương hướng để giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm thông qua các việc khử trùng và thông gió hoặc cải thiện thiết kế nhà vệ sinh và xả nước. Giáo sư Crimandi nói, mục tiêu của nhà vệ sinh là loại bỏ chất thải ra khỏi bồn cầu một cách hiệu quả, nhưng nó cũng đang làm ngược lại, đó là phun rất nhiều chất bẩn lên trên. Phòng thí nghiệm của chúng tôi đang tìm cách tạo ra một phương pháp cung cấp nền tảng để cải thiện và giảm thiểu vấn đề này. Một nghiên cứu khác ở Trung Quốc cũng cho thấy việc xả nước bồn tiểu cũng tạo ra nhiều giọt bắn có thể mang mầm bệnh. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.